Chào mọi người đã trở lại với kênh Tony TV của mình. Anh em chào các bạn. Chào các bạn nha. Ê, bữa nay mày kiếm đâu ra trái banh Kun đẹp như vậy? Ê, trái banh Kun phiên bản mới nè. Cái này có gì đặc biệt không mày? Có mày, ban đêm nó có thể phát sáng. Hả? Rồi sao mày có trái banh này? Chỉ cần sưu tập đủ 40 thẻ Kun là có thể đổi được rồi. Rồi vậy bữa nay mày định quay cái clip gì? Mày nói thẳng luôn đi. Thì trên tay tao cầm trái banh thì dĩ nhiên là quay clip đá banh rồi, không lẽ đá cầu mày? Ê, trên kênh mình quay clip đá banh nhiều rồi, không lẽ nay quay đá banh nữa? Đúng rồi. Không, lần này chơi lớn luôn. Chúng ta sẽ thành lập một đội bóng. Đi nè, tụi nhỏ đang chờ kìa. Đi nè. Rồi. Đi. Chở mày. Chở tao. Nước đây. Từ từ. Nước đang bị nghẹt. Bảo nước đây. Nói từ từ mà. Từ từ đây, nước đang bị nghẹt. Chạy cái gì vậy mày? Tụi anh tới nè mấy đứa ơi. Tới kìa. Anh có tin này thông báo nè. Từ ngày hôm nay, team chúng ta sẽ luyện tập đá banh. Em muốn học hip hop never die. Còn em thì muốn học bơi. Em chuẩn bị phao bào mu sẵn luôn rồi nè. Nhảy hip hop, học bơi, đúng là những môn thể thao này tốt cho sức khỏe thiệt đó. Nhưng mà hai đứa có thể tự học được mà. Anh Vinh, anh thì dạy võ, còn đá banh, ai sẽ dạy tụi em đá banh? Đá banh nó là một bộ môn tập thể. Chỉ cần team mình đoàn kết và hiểu nhau thì nhất định sẽ giành chiến thắng. Học đi. Vậy thì từ bây giờ team mình sẽ bắt đầu luyện tập với trái banh Kun này. Wow, trái banh Kun đẹp dữ vậy anh. Phải chi, mình có thêm một bộ đồ Kun là trọn bộ luôn rồi. Còn em thì chỉ ước ngày nào cũng có sữa Kun sô-cô-la lúa mạch để uống, bổ sung năng lượng và giúp mình cao lớn hơn. Sữa sô-cô-la lúa mạch hả? Nhà mình có nhiều lắm, ai muốn uống thì giơ tay. Ê, nhưng mà team mình chưa tập luyện mà. Khoan hả, tập luyện? Còn bạn, bạn muốn sữa nào? Cho xin mỗi loại ăn hộp đi. Hôm nay dậy hơi sớm, theo papa tập thể dục nào, cho thêm phần sung sức chào ngày mới. Mama dặn ăn sáng, thêm cacao vị lúa mạch nè, cho năng lượng cao lớn bên ngày mới. Bước đều bước nhìn lên bầu trời, mỗi khi khó thì hãy mỉm cười. Chúng ta hãy tìm câu trả lời nào. 1, 2, 3. Vậy thì mình nhấc tay nhấc chân luôn vận động. Hãy cùng nhau mạnh lên từng ngày. Và gia đình siêu phàm nhớ điều này nào. 1, 2, 3. Tiến sĩ đã biến hình, chờ sợ hoa giữa trái cây miễn dịch, bổ trợ tiêu hóa mỗi khi cảm thấy ta hơi yếu lòng. Vậy thì hãy đón tiếp chuyện đó cùng cô. Tập với Kun, chạy với Kun, nhìn chúng ta trong giấc Kun. Tập với Kun, chạy với Kun, cùng xóa tan đi nỗi buồn, cùng nhau luôn luôn cố gắng vì ngày mai có ra chiến thắng. Tập với Kun, chạy với Kun, tìm thêm sức ta đi bên ngày dài. La la la, la la la, la 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 la. không riêng về team mình đâu, mà mấy ảnh còn là thần tượng của tất cả những bạn đam mê đá bóng nữa đó. Đúng rồi. Anh Vinh, thần tượng của em xuất hiện nữa rồi kìa. Chúng tôi muốn gửi chiến thắng này tới người hâm mộ và những bạn trẻ có niềm đam mê về đá bóng, những người luôn theo dõi và ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi tin với sự nhiệt huyết và đam mê, trong tương lai các bạn trẻ sẽ có những bước tiến xa hơn chúng tôi. Hãy nỗ lực tập luyện để đạt được ước mơ trở thành vận động viên thể thao trong tương lai. Wow, mọi người thấy không? Các anh ấy đang truyền động lực và cảm hứng cho tụi mình kìa. Đúng vậy. Bây giờ team mình ra ngoài tập luyện đá banh nha mấy đứa. Dạ. Nhưng mà khoan, không mấy giờ con trai thì ra ngoài đá banh, còn con gái tụi mình trong này tập nhảy đi ha. Ủa Bảo Ngọc, học nhảy có mang lại lợi ích gì không? Có chứ, học nhảy giúp cho chúng ta năng động hơn nè, thông minh, khỏe khoắn, xinh đẹp hơn. Và đặc biệt, đó chính là giúp cho chúng ta tăng cường sức đề kháng đó nha. Thiệt hả Thi Ngọc? Thiệt. Vậy thì em sẽ tập nhảy mới được. Tại vì nó giúp cho em trở nên yểu điệu thuộc nữ, quân tử, hảo cầu. Thôi mình ra tập luyện thôi mấy em ơi. Đi em với. Mọi người ơi, khi nào mệt đó thì vô uống sữa nha. Tập cẩn thận đó nha. Ngọc ơi, vô ăn trái cây nè con. Ngọc ơi. Ngọc, con sao vậy? Tỉnh lại đi con. Ông ơi, không phải sao nè. Tỉnh dậy đi con. Ngọc, Ngọc. Mọi người đừng có lo lắng quá, Bảo Ngọc sẽ sớm khỏe lại thôi à. Đúng rồi, Bảo Ngọc vừa tốt bụng vừa dễ thương như vậy, nhất định sẽ vượt qua thôi mà. Lần này thì không phải vậy đâu con. Là sao chú? Chú có thể nói rõ cho tụi con biết không? Bệnh của con bé trở nặng rồi. Chú chỉ sợ là sau này con bé nó không thể ca hát nhảy múa được nữa. Ca hát nhảy múa là đam mê lớn nhất của Bảo Ngọc. Bây giờ như vậy phải làm sao ta? Thật sự là không còn cách nào khác sao chú? Vẫn còn cách chứ con. Nhưng phải mất nhiều thời gian và tốn kém. Cô chú cũng đã tính hết rồi, bán miếng vườn ở nhà để lấy tiền lo chữa trị cho con bé thôi. Ôi nghèo quá, như sét đánh ngang ở tai. Ê, anh có ý kiến này nè. Hay là bây giờ tụi mình chung tay gom tiền lại cho Bảo Ngọc chữa bệnh đi. Ý kiến hay, em đồng ý. Thôi, trong tất cả chúng ta, gia đình của Bảo Ngọc là có điều kiện nhất. Vậy mà cha Bảo Ngọc còn phải tính bán đất để lấy tiền chữa bệnh nữa mà, huống chi tụi mình. Bảo Ngọc bị bệnh rồi, vậy là từ nay tụi mình không được mà uống sữa Kun nữa. Ý, anh có ý kiến này nè. Team mình, tiền thì ít, nhưng mà mình có thể chung tay gom góp lại mỗi người một ít để mà mua sữa bồi bổ sức khỏe cho Bảo Ngọc mà. Đúng, của ít lộng nhiều. Ê Vĩnh, có nè. Gì mày? Giải bóng đá toàn quốc nhằm phát hiện những tài năng bóng đá trẻ, xây dựng các lớp vận động viên kế cận, tạo nguồn cho các cấp độ đội tuyển quốc gia. Giải bóng đá trẻ với quy mô toàn quốc sẽ được diễn ra trong thời gian tới. Hãy đăng ký tham gia để cùng ban tổ chức chấp cánh ươm mầm tài năng bóng đá trẻ. Giải thưởng cho đội chiến thắng rất là lớn. Được rồi, team chúng ta sẽ tham gia giải đấu này và phải giành chiến thắng để lấy tiền thưởng đó về chữa bệnh cho Bảo Ngọc. Ý kiến của anh Vinh rất đúng, em đồng ý. Giải đấu này xa lắm, ở trên Sài Gòn á, em sợ xin cha mẹ không cho đi. Bình thường xin đi chơi lòng vòng thì cũng khó nữa, Huống chi là lên Sài Gòn, làm sao cha mẹ cho đi được. Thường ngày bá Ngọc đối xử tốt với chúng ta, bây giờ bá Ngọc bị bệnh thì làm sao chúng ta có thể bỏ mặc được. Em quyết định rồi, chuyến đi này em sẽ tham gia. Ủa, đây là giải đấu của nam mà, chị là nữ, chị đi theo làm gì? Chị không tham gia được thì chị đi theo cô Vũ. Em cũng vậy luôn. Em cũng vậy. Nếu mấy đứa đã quyết tâm như vậy thì team mình sẽ lên Sài Gòn một chuyến nha. Dạ. Ủa vui lắm hả? Ủa fan team Tony hả? Ta ghét bọn trẻ con, ta ghét bọn Tony. Tại sao chúng lại một phát triển, thông minh, cao lớn và khỏe mạnh đến như vậy? Ông nói tôi mới để ý. Sao bọn chúng thông minh và cao lớn khỏe mạnh dữ vậy ta? Vậy là cái ông không biết rồi. Sở dĩ bọn nhỏ được thông minh, cao lớn và khỏe mạnh là vì bọn nhỏ đã uống sữa Kun sô-cô-la lúa mạch. Hay mà không biết hả? Ôi gì đã vậy? Ủa sữa Kun tài trợ hả? Ta nói cho hai người biết, ta ghét sữa Kun, ta ghét gia đình ông nhân siêu phàm. Không được để bọn nhỏ phát triển như vậy. Ta sẽ phá bọn chúng. Đúng. Làm cho bọn chúng thất bại. Thất bại. Mất đoàn kết. Mất đoàn kết. Nhụt chí. Nhụt chí. Từ đó chúng sẽ không tập luyện thể dục thể thao nữa. Sao ông nói lại đi? Ông nói dài quá. Nhớ ông nội. Rảnh thì hai người đi uống sữa Kun dùm ta một cái cho thông minh hơn đi. Vậy là ông không biết rồi. Hai thằng tôi ngày nào uống một lốc hết. Mà ngu vẫn ngu à. Tào lao. Bọn Tony đáng ghét các người. Hãy đợi đây. Chuẩn bị lên Sài Gòn nha anh em. Tao nôn quá mày. Ý, tao cũng nôn nữa nè. Ủa, mà sao giờ này tụi nhỏ chưa tới nữa? Ráng đợi thêm chút xíu nữa đi. Ê, có khi nào tụi nhỏ nó đổi ý giữa chừng không đi Sài Gòn nữa không mày? Không có, team tao uy tín lắm. Nói một là một, hai là hai. Rồi. Chắc do nó đi xa nên chuẩn bị đồ hơi nhiều, thành ra nó mới tới trễ đó. Thôi, bây giờ ở đây có quán nước nè. Mình ở đây mua nước uống chờ tụi nhỏ đi. Cho em hộp sữa Kun cookie đi anh. Cookie đây. Dạ. Kun cookie thơm ngon em ơi. Dạ, em sữa Kun sô-cô-la lúa mạch. Sô-cô-la lúa mạch ha. Dạ. Đây, sô-cô-la lúa mạch hỗ trợ tăng chiều cao. Dạ. Rồi, cho em một hộp sữa Kun trái cây đi anh ơi. Trái cây hả? Dạ. Đây, trái cây. Ôi, trời ơi, nó đẹp trai và nó thông minh nữa. Kun trái cây là tăng cường hệ miễn dịch nha. Dạ, rồi, cảm ơn anh. Bao nhiêu tiền em trả luôn anh ơi? Miễn phí, miễn phí. Ủa, sao vậy? Đẹp trai miễn phí. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Ông Xanh. Dạ. Có nhiều không anh? Tiền. Ủa nãy anh nói miễn phí mà. Hai tụi nó đẹp trai miễn phí. Còn em tự hiểu đi ha. Dạ. Cho em gửi tiền. Cảm ơn. Uống tự nhiên mới được. Dạ. Ngờ. Ủa, đi Sài Gòn rồi đồ mày đâu? Đây nè. Đồ của hai đứa tao trong này hết nè. Một cái ba lô chứa đồ của hai thằng luôn. Phải rồi. Đồ mày đâu? Yên tâm đi, chuyến đi Sài Gòn này tao chuẩn bị chu đáo lắm. Đồng hồ, ba lô Kun. Cái ba lô này của tao mà. Thì mày bỏ quên nhà tao, tao mượn đựng đồ đỡ đó. Hàng gì hôm bữa tao kiếm cả buổi trời không gặp. Thôi uống sữa đi mày. Anh nhìn kìa. Anh biết tại sao bọn em đến trễ như vậy không? Đâu cưng nói anh nghe coi. Tại vì bọn em phải đợi ba mẹ đi làm mới lén lên đây được đó. Cho nên chúng ta nhất định phải chiến thắng. Đã đi lén rồi mà còn chơi thua nữa, về nhà là tới công chuyện luôn đó. Nhỏ này chưa thi đấu nữa mà nói chuyện bi quan rồi. Cùng lắm về nhà cúi xuống bị đòn có 100 cây thôi. Mấy đứa này chưa thi đấu gì hết mà nói chuyện nghe xui xẻo quá vậy. Thôi, nếu mình đã đi thi rồi thì phải quyết tâm giành chiến thắng. Vì Bảo Ngọc, vì đội bóng của chúng ta. Ê, xe tới luôn rồi kìa mấy đứa ơi. Xe tới rồi. Lên xe. còn chơi. Lên xe. Trong tương lai hãy đến nơi với người này. Ông mới được xuống Sài Gòn nè. Thì cứ chơi chơi riêng bắn bay hát bất ngờ. Chừa chỗ ra đi nha. Mình cứ làm, mình cứ theo cái ước mơ. Công an, y tá hay là game mơ. Đâu anh ngồi vậy? Giáo viên này, kỹ sư này, nhạc sĩ hay là ca sĩ. Đi nhỏ ra. Chỉ cần mình cùng cố lên, đừng ngại ngùng hãy cố lên. Chỉ cần ta chân cứng đá mềm thì sỏi đá cũng lên cao. Hãy cố lên, dù chặng đường dài cố lên, rồi những điều mơ ước sẽ trở thành hiện thực nếu chúng ta không ngừng. Cố, ta cùng cố gắng nhé, nào ta cùng cố gắng nhé, ta cùng nhau cố lên nào. Cố, ta cùng cố gắng nhé, nào ta cùng cố gắng nhé, ta cùng nhau cố lên nào. Hey. Bạn muốn là ai? Bạn muốn làm chi trong tương lai? Hãy đến nói với tôi này. Tôi sẽ kể bạn nghe về câu chuyện chase your dream bằng bài hát của tôi này. Chẳng ngại ngần cứ là mình cứ theo đuổi ước mơ. Chu du thế giới hay là đi xa khắp ngắn ha. Dễ hơn là giúp cho đời những điều thật tuyệt vời. Whatever you wanna be. Chỉ cần mình cùng cố lên, đừng ngại ngùng hãy cố lên. Chỉ cần ta chân cứng đá mềm thì sỏi đá cũng lên cao. Cố lên, dù chặng đường dài cố lên, rồi những điều mơ ước sẽ trở thành hiện thực nếu chúng ta không ngừng. Cố, ta cùng cố gắng nhé, nào ta cùng cố gắng nhé, ta cùng nhau cố lên nào. Cố, ta cùng cố gắng nhé, nào ta cùng cố gắng nhé, ta cùng nhau cố lên nào. Chỉ cần mình cùng cố lên, đừng ngại ngùng hãy cố lên. Chỉ cần ta chân cứng đá mềm thì sỏi đá cũng lên cao. Hãy cố lên, dù chặng đường dài cố lên. Tới rồi mấy đứa ơi, có đứa nào ngủ đâu đánh thức nó dậy đi. Tới rồi đây nè. Rồi chuẩn bị xuống xe. Wow, cái bưu điện mà em nhìn tưởng đâu có cung điện không á. Anh Vinh ơi, giờ mình đi đâu? Thì team mình tới Sài Gòn rồi thì tới nơi đăng ký tham gia giải đấu thôi. Khoan, bây giờ đi bên phải hay là bên trái mày? Nào. Bên trái đẹp nè, bên trái đẹp hơn, đi bên trái đi. Đi. Quá trời sắc luôn nè. Nhà Quang hơi bị đẹp luôn nè, thấy không? Anh ơi, cho em hỏi đường đi tới nơi đăng ký giải đấu bóng đá ở đâu anh? Giải đấu bóng đá gì? Dạ, giải đấu bóng đá cấp quốc gia. À, không biết. Dạ, rồi em cảm ơn anh nhiều nha. Chị ơi, cho em hỏi đường đi tới nơi đăng ký giải đấu bóng đá ở đâu chị? Chị không có biết, em đi hỏi người khác đi nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Chú ơi, cho con hỏi này đi chú. Anh, phải kêu người ta bằng anh. Anh ơi cho em hỏi này với anh ơi. Cái kia hỏi đi. U ma cha u. Đi mô mà giặt con cái đông rửa. Dạ, tụi em lên đây đá banh. Bây giờ anh cho em hỏi đường đi tới nơi đăng ký giải đấu bóng đá cấp quốc gia là đi đường nào? Sân Vận Động phải không? Dạ đúng. Đúng rồi. Bây giờ đi thẳng, gặp một cái bùng binh. Ở trên cái bùng binh có cái hóa màu đỏ, mình rẽ phải. Sau đó đi 30 m, gặp một cái bùng binh. Ở trên cái bùng binh có hóa màu tím, rẽ trái. Sau đó đi khoảng nửa km, gặp một cái bùng binh có hoa màu hồng. Mình đi thẳng luôn, không rẽ cái gì cả. Tự nhiên em nhớ đường luôn rồi. Còn ba cái bùng binh nữa. Em biết đường rồi, với lại em cũng nhớ kỹ mặt anh luôn rồi. Nhớ mặt anh. Dạ, em nhớ rồi. Cảm ơn anh nhiều nha. Cứ đi từ mẹ an yên rồi sẽ bình yên nha. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Anh nói cái gì rồi mày có nhớ không Quang? Anh nói mà tao nhớ cái gì chết liền luôn á. Thôi, đi theo anh đi, tới đâu mình tính tới đó. Đi nè. Ủa Phương, em đang làm gì vậy? Em thấy ở đây có nhiều sách hay lắm nè. Lên Sài Gòn vì Bảo Ngọc hay là lên đây đọc sách? Đi nè, mấy bạn đang chờ. Thôi, mấy ngồi xuống chỗ này đi mọi người ơi. Mọi người nghỉ chút xíu đi. Rồi. Biết thế này tao ở nhà cho rồi. Sao lúc đầu ở nhà mày quyết tâm dữ lắm mà? Ai biết được, lúc đi xe nó mệt dữ gì đâu. Anh Vinh ơi, cho em xin hộp sữa. Đây có sữa trong ba lô nha mọi người. Mở ra, mở ra. Ai uống sữa Kun sô-cô-la lúa mạch thì lấy nha. Đây, ai uống sữa Kun cookie thì lấy nè. Rồi, chia nhau ra đi. Rồi đây. Đây. Đã thiệt. Giờ mình phải làm gì tiếp theo đây anh Vinh? Mấy em cứ uống sữa rồi nghỉ ngơi chút xíu đi, rồi mình tính tiếp. Dạ. Đi lòng vòng sớm giờ mỏi chân, vậy mà chưa tới nữa hả? Cái gì không biết thì mình tra Google. Ừ ha, vậy mà nãy giờ quên cái vụ tra Google Maps nữa. Nãy giờ anh nhớ đó, nhưng mà mấy khi team mình được lên Sài Gòn vậy, cho nên anh muốn mấy đứa tham quan nhiều thêm một chút. Anh Vinh nói cũng phải, rồi Google chỉ đường sao anh Vinh? Thì sớm giờ mình đi theo đường của Google chỉ nè. Nhưng mà sao cứ lòng vòng từ nơi này đến nơi khác mà nó chưa có tới nữa. Thôi, đứng lên đi. Vì Bảo Ngọc, team mình phải cố gắng. Đi thôi nè. Dạ. Đi thôi. Đi thôi. Được rồi, đi thôi mấy đứa ơi. À, mấy đứa thấy đèn đỏ thì mới được qua đường nha không? Dạ. Ê mọi người ơi, chớp chớp kìa. Chớp chớp kìa, ai đồ của tôi đó. Chớp chớp kìa. Chớp chớp đá vành hay lắm đó. Rồi giờ chớp chớp có đèn nữa kìa. Ôi đẹp vậy. Wow, đẹp quá vậy. Mọi người thấy gì không? Chớp chớp quải ba lô, mang giày Kun, rồi còn tương banh nữa. Coi khi nào bạn ấy luyện tập để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới không ta? Hợp lý. Vậy thì chúng ta chỉ cần đi theo chớp chớp là tới nơi đăng ký giải đấu rồi. Ê, chớp chớp đi kìa, đi theo, đi theo. Ủa chớp chớp đâu rồi? Mới vừa thấy đây mà. Cả nhóm hơn 10 người mà theo dõi một người thôi con không xong nữa. Đúng là ai đồ của mình, chớp chớp là phải nhanh như tia chớp. Em làm gì mà vui dữ vậy? Tính ra là mình đang theo dõi người ta luôn á. Bây giờ mất dấu rồi, làm sao team mình tới nơi đăng ký tham gia thi đấu được? Ê! Tại sao mấy người lại theo dõi tôi? Ôi là trời, ở đâu ra vậy? Nhìn mấy người là tôi biết không phải là người tốt rồi. Ê, chớp chớp đừng có hiểu nhầm. Tụi tôi không có sao như bạn nghĩ đâu. Chứ sao? Không giấu gì bạn, tụi tôi ở dưới quê mới lên là để đăng ký tham gia giải đấu bóng đá. Nhưng mà không có biết đường. Thấy bạn đang chơi đá banh ở trong công viên, nghĩ là bạn sẽ đi đăng ký tham gia cho nên tụi tôi mới đi theo đó. Cái gì? Các bạn cũng biết đá banh hả? Ê, bạn nói vậy là khi dễ tụi tôi rồi đó. Nhìn tướng của mấy bạn á là tôi biết là dân chơi thể thao rồi, đúng không? Chứ sao? Hóc cái bụng vô. Giỡn thôi. Tôi cũng giống như mấy bạn nè, đi đăng ký thi đấu. Nhưng mà tụi con mình à, không đăng ký được. Vậy thì bạn về với đội mình đi, rồi cùng nhau đăng ký tham gia. Không được. Các bạn vẫn chưa đủ điều kiện để đăng ký thi đấu. Ủa bộ còn điều kiện nào khác hả chớp chớp? Đúng rồi, vì đây là giải đấu cấp quốc gia mà, giải thưởng rất là lớn. Vậy mình còn cách nào để đăng ký nữa không chớp chớp? Chứ tụi mình nhất định phải tham gia và giành lấy giải thưởng. Vậy là không được rồi. Bóng đá là một môn thể thao mang tính chất đoàn kết, và tinh thần đồng đội mà các bạn cứ suy nghĩ đến giải thưởng như vậy thì tôi chắc chắn các bạn sẽ thất bại trong rừng ra sân đầu tiên. Bạn hiểu lầm rồi Chép ơi. Thực ra tụi mình giành lấy giải thưởng là để sử dụng số tiền đó mang về chữa bệnh cho một bạn ở dưới quê. Chị ấy tốt bụng lắm, còn hai cha em sẽ cua để uống nữa. Được, vậy tôi sẽ giúp các bạn. Cảm ơn Chép. Vậy là con có hỏi. Tâm Thuốc. Dạ, em chào anh. Ủa, mấy anh chị này là ai vậy anh? Là bạn mới của anh đó. Dạ, em chào các anh các chị. Chào Tâm Thuốc. Các bạn của anh muốn tham gia giải đấu bóng đá nhưng mà không đủ điều kiện, cho nên anh đang tìm cách để giúp đỡ mọi người. Vậy anh nghĩ ra cách gì chưa? Trên đường về anh có nghĩ ra một cách là nhờ anh Quang Hải giúp. Không được đâu, anh Quang Hải đang bận thi đấu rồi. Vậy thì hết cách rồi. Trời ơi, muốn giúp Bảo Ngọc mà sao khó quá vậy? Các bạn của anh muốn tham gia giải đấu và giành chiến thắng để lấy số tiền thưởng đó chứ một bạn chữa bệnh. Tâm Tú có cách nào không? Chỉ còn một cách, đó chính là gọi điện cho tổng đài siêu Kun. Thiệt hả? Cảm ơn Tâm Tú. Dạ. Dạ, con hiểu rồi. Con cảm ơn cô. Con chào cô. Sao rồi Tâm Tú? Bên tổng đài người ta nói á, là giải đấu đó phải người lớn đăng ký mới được tham gia, còn trẻ nhỏ đăng ký thì không có được. Vậy bây giờ phải làm sao ta? Vậy để ba ba đăng ký cho các con nha. À ba ba, mama. Ba ba, mama. Ta đã nghe được hết tất cả câu chuyện của các con rồi. Các con là những đứa trẻ vô cùng tốt bụng và tử tế nữa. Mặc dù là tuổi của các con còn rất nhỏ này, nhưng mà các con đã biết giúp đỡ, chia sẻ và quan tâm tới người khác nữa. Đó là một hành động hết sức đẹp, xứng đáng ca ngợi và ủng hộ. Chính vì thế, ta và Papa Bự đã quyết định là sẽ cho tất cả các con ở đây trong khoảng thời gian tham dự giải đấu. Yeah! Để giành được giải thưởng, các con phải nỗ lực, tập luyện thật chăm chỉ. Chúng ta đã có kinh nghiệm thi đấu với đội bóng ác nhân, cho nên chúng ta sẽ ra sức huấn luyện cho các con. Dạ! Yeah. Cái nhà của tớ đã rất nhiều lần chiến thắng đội bóng ác nhân đó rồi. Nhưng mà... trước hết, việc đầu tiên mà các con phải làm đó chính là liên lạc về ngay cho gia đình. Các con phải có sự đồng ý của ba mẹ thì các con mới tham dự giải đấu được chứ? Dạ! Nếu đã là một đội bóng thì ít nhất chúng ta cũng cần phải đặt cho nó một cái tên chứ. À! Có rồi! Đội bóng bất bại. Nhưng mà ông đâu cần thiết nhắn chữ bại nhiều lần như vậy đâu hả? Không có được đâu. Tên là đội bóng bất bại, nhưng nếu mới trận đầu mà đội bóng chúng ta thua thì mất mặt dữ lắm. Phải suy nghĩ ra một cái tên khác. À, có rồi. Tên đội bóng của chúng ta sẽ là đội bóng Tony. Ủa? Tony là gì vậy? Tony trong tiếng Việt là bảnh bao. À, đội bóng Tony tức là đội bóng bảnh bao. Yeah! Ơi, tặng bạn nè. Mình cảm ơn bạn. Cãi nữa đi. Lanh quá, cãi hay cãi lắm. Bởi vì ông bà nói đâu có sai. Cá không ăn muối cá ương. Con cãi cha mẹ chăm được con hư. Ngay từ đầu nghe lời ta là được rồi. Phá tụi nhỏ thì làm sao tụi nó gặp được gia đình nó biết siêu phàm, làm sao tham gia được giải đấu. Bây giờ sao? Ông hay trách quá hả? Thì bây giờ ông có trách thì mọi chuyện cũng đâu giải quyết được gì đâu. Mà công nhận tụi nhỏ này nó hên ghê á ta. Hên xui cái gì mà hên xui. Ha! Nếu như mà bọn chúng thích đá banh đến như vậy thì ta sẽ cho bọn chúng đá banh. Chắc ngươi cũng biết cầu thủ Quang Hải không? Biết chứ, số 19 của đội tuyển Việt Nam phải không? Vậy còn cầu thủ Tuấn Anh, tiền vệ tài hoa của đội tuyển Việt Nam. Chắc bạn nghĩ sao về Minh Vương? Xuất sắc. Vậy còn chờ gì nữa, đi theo ta. Yeah. Nhằm phát hiện những tài năng bóng đá trẻ, xây dựng các lớp vận động viên kế cận, tạo nguồn cho các cấp độ đội tuyển quốc gia, giải bóng đá trẻ với quy mô toàn quốc sẽ được diễn ra trong thời gian tới. Hãy đăng ký tham gia để cùng ban tổ chức chớp cánh ươm mầm tài năng bóng đá trẻ. Mọi người mai nhớ đi tập nhé. Xin chào những người hùng trong bóng đá, niềm kiêu hãnh của dân tộc. Các ông là ai? Muốn gặp chúng tôi với mục đích gì? Giới thiệu với các cậu, chúng tôi là những người hâm mộ các cậu. Và ngày hôm nay thật đúng lúc, đúng thời điểm chúng ta gặp nhau tại đây để cùng hướng về tương lai. Tụi này mê bóng đá dữ lắm, nhưng mà không có tài năng giống như mấy cậu. Vì vậy chúng tôi sẽ là những người truyền cảm hứng tới niềm đam mê bóng đá tới các bạn nhỏ. Và đó cũng là lý do mà ba chúng tôi quyết định hung tiền lại mở học viện bóng đá. Ăn bóng đá, ngủ bóng đá, học bóng đá. Các ông nói thật chứ? Thiệt chứ. Chúng ta tuy khác nhau nhưng lại giống nhau ở giới tính. Và cái thứ hai, chúng ta giống nhau ở sự đam mê. Chúng ta đều là những người đam mê bóng đá. Các bạn sẽ là những tấm gương cho các em soi rọi vào. Còn chúng tôi sẽ là những người ươm mầm những tài năng trẻ để tiếp nối các cậu trong tương lai. Vậy thì chúng ta cần gì? Cần gì? Chúng ta cần các cậu. Mầm non tương lai cần các cậu. Học viện bóng đá cần các cậu. Gia đình cần các cậu. Ba chúng tôi cần các cậu. Vậy thì các cậu nghĩ sao về một lời đề nghị đầy tính nhân văn và béo bở như thế này? Có vẻ là xuôi theo rồi. Người ta chưa đồng ý mà. Tôi đồng ý. Rớp rẽn lắm. Đó mới là thanh niên chứ. Nhưng các cậu làm ơn, hãy giúp hoàn thành thêm một điều kiện của ta nữa được không? Điều kiện gì? Trong giải vô địch toàn quốc sắp tới, các cậu hãy dùng đội hình mạnh nhất của các cậu, chiến thuật hay nhất của các cậu để chiến thắng giải đấu đó là được. Không được. Đó là giải đấu phong trào dành cho những đội bóng nghiệp dư. Chúng tôi là cầu thủ chuyên nghiệp, không tham gia được. Khí phách lắm, anh hùng lắm. Nhưng cậu hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi không phải là muốn gây khó khăn cho các đội bóng khác đâu, mà chúng tôi muốn đặt ra cho những đội đó những thử thách cực đại. Đúng vậy. Mà thử thách cực đại ở đâu? Là các bạn, niềm kiêu hãnh của quốc gia. Chúng ta phải bắt các đội khác cố gắng hết sức vượt lên trên bản thân để bộc lộ tài năng của họ. Đúng. Tuy là giải phong trào nhưng chúng ta tuyệt đối không được bỏ lỡ những tài năng đó. Đúng không mọi người? Đúng vậy, đúng vậy. Tôi nói đúng không? Được thôi, tôi đồng ý. Tốt lắm. Cảm ơn các cậu rất nhiều. Nhưng các cậu làm ơn hãy giữ bí mật này cho tới phút 90 và những phút bù giờ nhé. Ê, chào chớp. Tôi có quà tặng cho mọi người nè. Quà gì dạ? Mở ra xem đi rồi biết. Wow, giày đẹp quá. Có giày mới rồi, chúng ta bắt đầu tập luyện thôi mọi người ơi. Ok. Trong thời gian chờ đợi papa và mama tới để huấn luyện bọn mình, hay là bọn mình chia đội ra rồi thi đấu với nhau đi. Mọi người đồng ý không? Đồng ý. Bạn chọn đồng đội của bạn trước đi. Chí, mày quạt bát, về với đội tao. Có tao. Nữa ra sân đừng lóc chóc nha bồ. Ok. Có tao cho đội hình, Tao thắng chắc rồi. Đại sẽ về đội tôi bởi vì Đại rất thích tôi. Yeah, được thi đấu chung với idol rồi. Vũ Thanh, nhanh nhẹn về với đội anh. Nhanh nhẹn hả? Ngáo, về đội tôi. Ok. Quang, phản xạ tốt, về đội tao làm thủ môn. Ok mày, tới liền luôn nè. Tưởng gì chứ làm thủ môn tao thứ hai thì không có ai là chủ nhật hết. Quang Mập, về đội tôi làm thủ môn. Yeah, bạn chọn tôi là đúng rồi. Với cái cơ thể đồ sộ này đủ để che chắn cả cái khung thành rồi. Ê, nhưng mà hơi lùn nha. Tiểu Cường sẽ là thành viên cuối cùng của đội tôi. Ok luôn. Tiểu Hồng, vị trí còn lại trong team anh, em về đây đảm nhận. Thôi, trời nắng lắm. Nhanh. Mấy anh chọn đội xong hết rồi, vậy thì mấy chị ở ngoài cổ vũ chung với em nha. Ok. Tất cả đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Dừng lại. Ai cho phép các em tự ý bỏ nhà lên thành phố mà không xin phép? Các em có biết là người nhà lo lắng lắm không? Ai là người đã bày ra trò này? Dạ là em. Gan ha. Nhưng mà thôi, biết nhận lỗi là tốt rồi. Chúng em xin lỗi cô. Các em không cần phải xin lỗi cô, vì các em không có lỗi gì với cô hết. Người các em cần xin lỗi là ba và mẹ các em kìa. À, mà sao cô lại biết tụi em ở đây vậy? Cô mà, cái gì mà cô không biết chứ. Bây giờ các em gom đồ để ra xe về với cô. Không được đâu cô ơi, tại vì đội bóng của tụi em đã lỡ đăng ký tham gia giải đấu này rồi. Thôi cô nói giỡn đó, chứ các em là học trò của cô mà. Đã đi thi thì phải quyết tâm để giành chiến thắng, mang về cho mọi người cùng vui nữa, đúng không nào? Dạ. Tốt lên. Ba mama. Dạ, chào ba ba bự, chào mama bay. Chào cô giáo. Chính ta mới là người đưa cô giáo đến đây ạ. Dạ, cảm ơn ba ba bự, cảm ơn mama bay vì đã cho các cháu ở lại ạ. Không có gì đâu cô giáo. Cũng nhờ có tụi nhỏ ở đây á mà chúng tôi cảm thấy vui hơn rất nhiều. Hôm nay ba ba và mama có mang sữa Kun đến cho các con đây. Khi nào các con tập xong nhớ lấy sữa Kun ra uống nha. Dạ. À, vậy là hai người sẽ huấn luyện tụi con hả? Tất nhiên rồi. Sao? Chưa tin đúng không? Mang bên cho ba ba. Đầu tập luyện. Xin chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình từ cực trực tiếp trận đấu bóng đá giữa hai đội Tony và Tài Năng Trẻ. Lúc này trọng tài đang dẫn hai đội ra sân và tiến hành làm thủ tục cho trận đấu được bắt đầu. Bà Bảo, bà Bảo có tin là tụi nhỏ chắc chắn sẽ thắng không? Điều bà Bảo muốn ở tụi nhỏ là học được tinh thần đoàn kết. Bà Bảo không muốn việc thắng thua sẽ làm cho tụi nhỏ gánh nặng hơn. Tiền đạo của Tony đang có bóng. Anh ta dẫn bóng qua hậu vệ của đối phương. Anh ta sẽ làm gì đây? Sút bóng hay là phối hợp với đồng đội? Chuyền đi Vinh ơi! Chuyền đi, đừng về nữa! Yeah! Đi bóng Vinh ơi! Em với tao đi! Không vào! Rất đáng tiếc! Một cơ hội đã bị bỏ lỡ cho Tony. Trời ơi! Sao nãy gì cho tao đứng game bên Quân Thành mà? Làm lại thôi! Tập trung làm lại thôi! Chuyện đi. Tiền đạo của Tony đang dẫn bóng, anh ta đi bóng qua hậu vệ của đối phương và đến rất gần khung thành. Chuyện đi. Chuyện đi Kun. Chuyện cho em nè. Không vào. Đó là một tình huống dứt điểm nhưng bóng đã đi chịch khung thành. Trời ơi. Một xíu nữa là vào rồi. Trời ơi sao không chuyền? Sao mày không chuyền cho con Đại? Mày sút được tao sút được. Thằng Đại mày có chuyền tao đâu? Về đuổi nhanh lên. Các cầu thủ tài năng trẻ thực hiện pha phản công nhanh. Một pha phát bóng rất mạnh lên phía trên. Ê, kèm người kìa Đại ơi, kèm người kìa. Một pha triển khai bóng tốc độ. Bóng đã tiến sát đến khung thành rồi. Dứt điểm. Vào. Tỷ số là 1-0 cho tài năng trẻ. Một pha phản công rất sắc bén. Không về bên đây. Thôi không về bên đây. Người ta chạy bên đây nè. Các ngươi có tập luyện cả đời thì cũng chỉ có thất bại mà thôi. Thất bại. Đúng rồi. Không sao đâu, các bạn thi đấu như vậy là tốt rồi. Thôi nào, không có gì phải buồn hết. Mới chỉ hết hiệp 1 thôi, chúng ta còn cơ hội ở hiệp 2 nữa mà. Phấn chấn lên, cố gắng lên. Dạ. Cô giáo nói đúng đó các con. Các con đừng quá căng thẳng. Các con đã làm rất tốt trong hiệp 1 của mình rồi. Việc bây giờ các con cần làm đó chính là thi đấu giống như lúc mà chúng ta cùng tập luyện với nhau vậy. Với một tâm lý vui vẻ, thoải mái, một tinh thần đồng đội đoàn kết. Và ba tin các con sẽ giành thế chủ động trong hiệp 2 của mình. Yeah. Các con ơi, Mama có đem các con loại sữa mà các con thích này. Bây giờ chúng ta cùng nhau uống để bổ sung năng lượng nhá. Rồi, chớp tắm tốt giúp Mama. Nào các con, chúng ta cùng cố gắng hết mình nhá. Yeah. Một pha đá phạt trực tiếp dành cho Tony và cự ly rất gần khung thành. Đứng trước bóng lúc này là tiền đạo đội trưởng của Tony. Anh ta sẽ thực hiện như thế nào đây với một cơ hội rất tuyệt vời khi mà trước đó đã bỏ lỡ rất nhiều những tình huống ngon ăn. Tony ơi, cứu lên Tony ơi! Cố lên Vinh ơi! Ơi, lần này thì đội trưởng của Tony đã không còn bỏ lỡ cơ hội nữa. Thấy chưa, em nói rồi thế nè, anh cũng gỡ quà một điều mà. Thấy chưa, tao tin mày làm được mà. Cố gắng lên. Các bạn ơi, nhanh lên, chỉ còn 2 phút nữa thôi. Bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cho Tony ở những giây phút cuối cùng trước khi trọng tài thổi còi khép lại trận đấu. Và người đã ghi bàn đó là tiền đạo đội trưởng của Tony. Và chắc chắn rằng sau trận đấu này kết thúc thì anh ta sẽ được biết đến rất nhiều. Và đó là Vinh Tony, người đã ghi được 2 bàn thắng rất quan trọng để mang về chiến thắng cho Tony. Một tài năng mới. Các bạn đã tốt lắm, xứng đáng giành chiến thắng. Em cảm ơn anh. Sút tốt lắm nhóc. Em cảm ơn nha. Không. Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn mà bọn chúng đã thay đổi cục diện trận đấu nhanh đến như vậy? Cái đó là cái hay của bóng đá đó. Tụi nó sẽ trở nên có sức mạnh rất nhiều, bởi vì tụi nó biết cách đoàn kết. Giờ này mà ông cụ đi khen tụi nhỏ rồi hả? Mau tìm cách hãm hai bọn nhỏ đi kìa. Không cần, cứ để bọn chúng tận hưởng niềm vui chiến thắng đi. Ta đảm bảo trước sau thì bọn chúng cũng sẽ thất bại. Vì chúng ta là vô địch, ngày mai cùng Kun ta ghi bàn để khiến giấc mơ này huy hoàng. Bàn thắng sẽ mang về chiến cờ ban rộng, ngày mai cùng Kun ta ghi bàn vì Kun luôn tiếp thêm sức mạnh. Vậy ai trong số đâu chúng ta Kun nào? Từng anh lên nữa đi cho bao nhiêu đam mê có Kun. Từng anh lên thật là một trận đấu đầy cảm xúc, kết thúc là chiến thắng ngọt ngào dành cho Tony. Mọi người có nghe thấy gì không? Giờ thì không chỉ Vinh Tony mà tất cả thành viên đội bóng Tony đang được khán giả tung hô. Giờ đây tất cả họ là những người hùng trong lòng người hâm mộ. Chiến thắng sẽ đến không xa, chúng ta là vô địch. Ngày mai cùng chúng ta đi bằng đạp những giấc mơ đầy mỹ hoài, bằng thắng sẽ mang về chiến cờ vang dội. Ngày mai cùng chúng ta ghi bàn vì Kun luôn tiếp thêm sức mạnh. Vậy ai trong số đông chúng ta? Kun nào? Trời ơi, ăn may không mà. Làm gì có chuyện đó. Chẳng lẽ may hết trận này đến trận khác. Tôi theo dõi tụi nhỏ từ những vòng đấu bảng rồi đó. Tụi nhỏ là những đứa trẻ bản lĩnh, được giới báo chí khen ngợi rất là nhiều. Tụi nhỏ được sửa Kun bảo trợ tham gia giải đấu lần này đó. Nghe báo chí đưa tin đội bóng Tony quyết chiến thắng trận này để đem tiền thưởng về giúp bạn chữa bệnh đó. Ủa vậy hả? Dỗ dữ à. Giá như mà mình á được đá bóng như mấy anh ấy thì hay biết mấy ha. Mình cũng thế, nhưng chúng ta đang bị bệnh mà, nên chúng ta không có đá bóng được. Thì khi nào tụi em hết bệnh thì tụi em được đi đá bóng lại thôi. Em thấy không, đội bóng Tony là bạn của chị đó nha. Thiệt hả? Thiệt chứ, chị sẽ nói với mấy anh đó cho tụi em đi đá bóng ha. Nhưng mà tụi em đang bị bệnh mà, làm sao đá bóng được. Thì khi nào tụi em khỏe thì tụi em đi. Hồi trước á, mấy anh đó đá bóng dở lắm, thậm chí cũng muốn bỏ luôn đá bóng nữa. Nhưng mà từ khi xem đội tuyển Việt Nam đá bóng thì mấy anh đó đã có động lực và thành công như bây giờ nè. Đam mê sẽ là động lực giúp cho chúng em nỗ lực, cố gắng luyện tập đá bóng thì sẽ thành công được thôi. Cũng như các em vậy đó, các em chỉ cần kiên cường nè, lạc quan thì sẽ vượt qua bệnh tật. Thiệt hả? Vậy thì nếu tụi em mà hết bệnh thì tụi em sẽ được đá bóng chung với mấy anh đó đúng không? Thiệt chứ, chị hứa mà. À, chị có cái này cho mấy em nè. Đây là sữa Kun sô-cô-la lúa mạch. Mấy em uống thử đi, ngon lắm luôn á nha. Đây, của em. Nè, của em nè. À, khi mà các em uống sữa Kun á thì hãy nhớ cùng Kun vận động mỗi ngày nha. Dạ. Ơi, chạy cẩn thận thôi, coi chừng té đó. Sắp đá chung kết rồi. Chớp chớp đừng có lo, mấy trò này dễ ẹt. Ở dưới quê tụi tôi chơi hoài, đúng không Quang? Đúng rồi, ở dưới tụi tôi chơi hoài hà, không có sao đâu. Vinh, bạn có chuyện gì buồn sao? Gần tới cuộc thi chung kết rồi mà không có thấy mọi người lo luyện tập, sao mà không lo được? Trời ơi, bạn đừng có mà lo lắng, xả xì chết đi, đúng không? Ừ, xả xì chết đi, tới thì mình tiếp. Đúng, còn thở là còn gỡ. Chính xác, còn thở là còn gỡ. Cố lên Vinh. Ừ, vậy thì chúng ta hãy cùng Kun vận động mỗi ngày nha. Yeah. Tiến sĩ Đợt, bọn nhỏ vô trận chung kết rồi mà ông còn ngồi vui vẻ vậy nữa. Bộ, ông cứ thua tụi nhỏ hả? Ngươi cứ từ từ đi, kịch hay còn ở phía trước. Để tôi coi nó có hấp dẫn như ông nói không ha. Đương nhiên là sẽ cực kỳ hấp dẫn. Java. Mama nhìn thấy có tiến sĩ Đơ và bọn ác nhân ở đây. Không biết là giở trò gì. Mama đừng lo, có chúng ta ở đây mà. Với lại cũng có thể bọn chúng đam mê bóng đá nên đến đây xem giống như gia đình chúng ta vậy. Khán giả này đông quá mày. Phải chi có ba mẹ mình lên cổ vũ thì tốt biết mấy. Mày đừng có được voi đầu tiên. Lúc đầu á chị mong họ cho phép mình lên đây đá banh thôi. Bây giờ mày đòi họ lên đây cổ vũ cho mày nữa hả? Thôi được rồi, anh em tập trung đi, tới trận cuối rồi đó. Cố gắng lên. Kính thưa tất cả mọi người đang có mặt trong trận đấu chung kết ngày hôm nay. Tôi thật sự rất lấy làm tiếc khi phải thông báo là những cầu thủ đội bóng những ngôi sao xanh đã bị ngộ độc thực phẩm và không thể có mặt trong trận đấu chung kết này. Ủa là sao mày? Tuy nhiên, để giải đấu được diễn ra thành công tốt đẹp thì ban tổ chức cũng đã mời đến đây một đối thủ xứng tầm để phục vụ cho quý vị. Mọi người hãy bình tĩnh lại. Trong quy định của giải đấu không giới hạn điều này. Tất cả các đội bóng phải tuân theo. Nếu không đồng ý, các bạn có thể bỏ giải. Cũng đồng nghĩa với việc là các bạn từ bỏ giải thưởng của mình. Hãy hội ý và đưa ra quyết định ngay bây giờ. Trời ơi, hội ý chi trời ơi. Anh em có ý kiến gì không? Quyết định của tôi dựa trên số lượng biểu quyết của anh em đó. Tao thấy là tới công chuyện luôn rồi đó. Nhìn đội bên kia kìa, sao thắng nổi mày? Mục đích chúng ta tham gia giải đấu này là để giành giải thưởng về chữa bệnh cho Bảo Ngọc. Ban tổ chức đã nói rồi, mình mà bỏ cuộc coi như là bỏ giải thưởng này luôn đó. Hai thằng tượng của em đều nằm ở đội bên kia, vậy sao mà thắng được? Anh thấy để chiến thắng một đội bóng mạnh là vô cùng khó. Nhưng khó không có nghĩa là không làm được. Mọi người hãy nhớ lại xem, để đến được trận chung kết này, đội bóng của chúng ta đã trải qua rất nhiều thử thách và khó khăn. Hãy vì Bảo Ngọc cùng nhau cố gắng thêm một lần nữa. Quyết tâm. Anh đã xem tất cả các trận đấu của tụi em. Tụi em là những đứa trẻ rất là tài năng và tụi anh muốn so tài cùng các em. Nào các em, chúng ta hãy cùng thi đấu một trận cầu hay nhé. Dạ. Đây thật sự là một trận đấu trong mơ dành cho Tony khi mà họ sẽ đối đầu với Tuấn Anh, Minh Vương và những ngôi sao bóng đá hàng đầu. Vâng thưa quý vị, để bước vào trận đấu chung kết này thực sự là một kỳ tích với Tony. Và lúc này thì phía trước mắt họ đang là một ngọn núi thực sự và tôi đang rất háo hức chờ đợi xem họ sẽ vượt qua đỉnh núi này như thế nào. Cố lên những cậu bé dũng cảm. Vừa được chứng kiến pha phối hợp hết sức đẹp mắt giữa Tuấn Anh và Minh Vương. Hãy nhìn vào cách họ phối hợp và ghi bàn, đó thực sự là đẳng cấp của những ngôi sao. Anh chập dở quá, vô nghỉ ngơi đi. Trận này để em lo cho. 2-0 rồi. Những ngôi sao bóng đá hàng đầu đã không cho các cầu thủ Tony cơ hội ngăn cản bàn thắng, và đẳng cấp của Tuấn Anh và Minh Vương đã khiến cho các cầu thủ Tony phải bất lực ghim bóng vào lưới. Em đang làm cái trò gì vậy? Anh Vinh ơi, em cảm thấy mình không hợp với cái vị trí thủ môn này nữa rồi. Anh đổi người đi, em ra ngoài nghỉ ngơi đây. Không sao con ơi, làm lại nha. Cố lên. Tin Tony, cố lên. Tin Tony, cố lên. Hiệp 1 đã kết thúc, như vậy là Tony đang bị dẫn trước đến 2 bàn. Có thể nói họ đã rất cố gắng để đi đến trận đấu chung kết này, nhưng mọi nỗ lực của họ giờ đây đang gặp rất nhiều khó khăn. Vì sao vậy? Còn hiệp 2 mà. Cố lên chứ. Bệnh của con bé trở nặng rồi. Chú chỉ sợ là sau này con bé nó không thể ca hát nhảy múa được nữa. Ca hát nhảy múa là đam mê lớn nhất của Bảo Ngọc. Thật sự là không còn cách nào khác sao chú? Cô chú cũng đã tính hết rồi. Bán miếng vườn ở nhà để lấy tiền lo chữa trị cho con bé thôi. Thường ngày Bảo Ngọc đối xử tốt với chúng ta, bây giờ Bảo Ngọc bị bệnh thì làm sao chúng ta có thể bỏ mặc được? Team chúng ta sẽ tham gia giải đấu này và phải giành chiến thắng, lấy tiền thưởng nó về chữa bệnh cho Bảo Ngọc. Hiệp 1 đã kết thúc, như vậy là Tony đang bị dẫn trước đến 2 bàn. Có thể nói họ đã rất cố gắng để đi đến trận đấu chung kết này, nhưng mọi nỗ lực của họ giờ đây đang gặp rất nhiều khó khăn. Vinh Bảo Ngọc, sao bạn lại tới đây? Thì hôm nay mọi người đá trận chung kết, mình phải tới đây xem chứ. Bác sĩ không có cho đi, nhưng mà Bảo Ngọc nhất quyết tới đây để xem tụi con đá trận chung kết. Rồi sau đó Bảo Ngọc mới làm phẫu thuật. Tôi đã thấy được hết tất cả nỗ lực và cố gắng của mọi người trong trận chung kết. Cảm ơn mọi người đã vì tôi mà tham gia trận đấu này. Còn bây giờ mọi người hãy thể hiện hết tất cả đam mê của mình. Thắng thua không có quan trọng đâu. Quan trọng tất cả mọi người vẫn là người hùng trong lòng của tôi mà. Chú là người hâm mộ các cháu mà. Chú thường xuyên theo dõi tin tức của các cháu. Chỉ xem trên TV thôi cũng đã rồi. Hôm nay á, là trận chung kết. Chú nhất định phải tới đây xem. Không chỉ gia đình chú mà gia đình của các con á, ở dưới quê cũng đang xem trận đấu này. Ê, bình thường cha mẹ tao đâu có thích xem đá banh đâu. Vậy mà bữa nay họ xem trực tiếp mình đá luôn kìa. Phải cố gắng lên mới được. Cái gì vậy? Mấy trận thắng của mình không biết họ có theo dõi không nữa. Mà tự nhiên ngày hôm nay trận chung kết mình đang thua 2 trái, mà họ đang xem trực tiếp. Tức thiệt chứ. Chúng ta tới đây xem á, không phải là quan trọng chuyện thắng thua, mà gia đình của các con cũng muốn tới đây xem nữa. Nhưng sợ gây áp lực cho các con, cho nên họ chỉ xem ở dưới quê thôi. Các con vừa dạy cho chúng ta một bài học. Trong bất cứ trường hợp nào mình cũng phải cố gắng vượt qua để hướng tới một tương lai tốt đẹp. Cô chú cảm ơn tụi con đã dành tình cảm cho Bảo Ngọc nha. Mọi người ơi, mọi người hãy dùng hết tất cả nhiệt huyết và đam mê của mình để tham gia trận đấu này cũng như mọi người luôn thể hiện nha. Mọi người, hãy vì Bảo Ngọc, vì người thân ở quê nhà, cố gắng lên. Yeah! Ra sân thôi nè. Mọi người ơi, cùng nhau cổ vũ cho team Tony nào. Trận đấu thứ hai chuẩn bị bắt đầu và chúng ta cũng thấy là mặc dù đang bị dẫn trước nhưng mà tinh thần của Tony đang rất tốt. Tất cả những khán giả đang dành cho họ những sự khích lệ, những sự cổ vũ và hy vọng rằng các cầu thủ Tony sẽ thi đấu quật khởi trong trận đấu thứ hai này. Mọi người đã thấy được tình cảm của khán giả dành cho chúng ta rồi chứ. Ngay lúc này, bỏ qua chuyện thắng thua mà hãy tập trung thi đấu hết mình bằng niềm đam mê. Và mọi người cũng phải hãnh diện khi được thi đấu trực tiếp với thần tượng của mình chứ, đúng không? Đúng! Đúng! Quyết tâm! À, đúng là cái bọn không biết lượng sức mình. Đâu phải cổ vũ, la lớn là chiến thắng đâu. Nằm mơ đi. Em nói đúng không em mấy chị? Chị đợi, đây trận đấu chưa kết thúc, không nói trước được điều gì đâu. Thì bây giờ mình không nói trước được, mình chờ hết trận đấu cái mình nói sao? Cảm ơn tụi em. Dạ, chúng ta hãy thi đấu hết mình để cống hiến cho khán giả ở đây một trận đấu đáng nhớ đi nào. Tụi anh luôn thi đấu hết mình trong mỗi trận đấu dù đối thủ là ai đi nữa. Đó là sự tri ân của tụi anh dành cho người hâm mộ. Hy vọng tụi em sẽ vượt qua áp lực và để thi đấu tốt hơn trong hiệp 2. Dạ, cảm ơn hai anh. Quá bành hay lắm chị. Yên tâm, có tao ở đây bảo vệ mày với cũng lành mà. Lên đi, lên đi. Không thể tiếp tục được nữa. Trận đấu phải kết thúc ngay tại đây. Không kết thúc, lỡ muốn chúng ghi thêm một bàn nữa thì sao? Muốn thổi tụi nó một cái quá. Ở đây đông người lắm. Thấy gì đâu. Kế hoạch lần này của ông lại thất bại nữa rồi. Ba ba nhìn kìa. Tiến sĩ đâu á, chắc chắn rất tức giận. Ông ta lại thua nữa rồi. Bọn nhỏ đã dạy cho đám mất nhân một bài học về tinh thần thể thao, tinh thần tập thể. Dù thất bại nhưng tinh thần đoàn kết không bao giờ mất đi. Yeah! Trận đấu đang bị gián đoạn. Không hiểu điều gì đang xảy ra với những ngôi sao bóng đá hàng đầu. Tuấn Anh và Minh Vương cũng đang dừng lại. Chúng ta có lẽ sẽ phải chờ đợi. Mấy anh đang làm gì vậy? Nếu thi đấu tiếp, đội bóng của tụi anh sẽ là đội giành chiến thắng. Nhưng mà đội bóng đã giành chiến thắng trong lòng người hâm mộ và các cổ động viên ở đây là đội bóng của các em. Tụi em đã cho mọi người thấy sự nhiệt huyết, đam mê, thi đấu hết mình tới những giây phút cuối cùng. Tụi em xứng đáng với chiếc cúp vàng này. Dạ, ngay lúc này em cũng không biết phải cảm ơn các anh như thế nào nữa. Thực ra thì tụi anh biết các em tham gia giải đấu này là để giành chiến thắng và dùng số tiền thưởng để chữa bệnh cho bạn Bảo Ngọc. Tụi anh sau trận đấu quyết định sẽ quyên góp thêm để tụi em thực hiện nghĩa cử cao đẹp này. Chưa hết đâu, tụi anh còn muốn đội bóng của các em sẽ là lứa đầu tiên trong học viện bóng đá của tương lai. Thật tuyệt vời, đó là một hành động rất đẹp của những ngôi sao bóng đá hàng đầu. Điều đó thể hiện tinh thần thể thao cao thượng của Tuấn Anh, Minh Vương và đồng đội dành cho những người đàn em của mình. Đi tụi đi, giỏi lên, nằm mơ đi. Sao? Không chỉ bóng đá hả? Ở đâu ra? Vậy là các ông đã lừa rồi chúng tôi à? Ừ, lừa rồi sao? Ai chưa mới gặp nói cái tên liền. Cái bọn Tony đáng ghét này, thua thì thua đi, bài đặt thể hiện quyết tâm hả? Đó thì té lên té xuống, cho người ta nhìn thấy thương hay vậy? Rồi mấy người nữa, tinh thần fair play, dân tận chiến thắng cho đội bạn hả? Ở đâu ra, ở đâu ra? Ông sai rồi, chúng tôi thi đấu là vì đam mê, là vì gia đình, người thân và bạn bè, là vì tình cảm của tất cả những người hâm mộ và mọi người có trong khán đài này. Nói chuyện như mắc cười quá à. Đó là bài học dành cho ông đó, tiến sĩ Đơ. Lần này ông lại thua nữa rồi. Cút đây, 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 cút đây. Có tập trước không mà sao đều dữ vậy? Hay quá ha. Bà ở dưới đây rồi ăn hiếp ta hả? Tất cả các người về cái bọn cầu thủ này và gia đình nông dân siêu phàm, ta sẽ quay trở lại. Mọi người hãy nhớ đến ngày hôm nay. Cô Lô, ôi mọi người ơi, chúng ta hãy cùng Kun vận động mỗi ngày, cùng hợp tác thế giới mai sau sẽ yên ấm hơn, cùng chung tay mang đến cho mọi người niềm vui vì trái đất hãy giữ cho luôn xanh xanh đẹp. Ta hãy vận động tốt mỗi ngày cùng Kun. Ôi, xin lỗi bác sĩ. Chú Bảo Ngọc sao chú? Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Vậy mà cô chú làm con cứ tưởng. Vậy thì cô chú phải vui lên chứ. Tại cô mừng quá cho nên là không có cầm được nước mắt. Cô cảm ơn tụi con đã giúp Bảo Ngọc nhà cô nha. Dạ cô đừng có khóc nữa, để dành sức khỏe mà chăm sóc cho Bảo Ngọc nữa cô. À, vậy là khi đó Bảo Ngọc có thể nhảy lại được rồi đúng không cô chú? Bác sĩ nói là sẽ khó, nhưng nếu như kiên trì và cố gắng sẽ được. Con tin nhất định Bảo Ngọc sẽ làm được, bởi vì bạn ấy luôn là người truyền động lực cho tụi con mà. Tin Ngọc mới khỏi bệnh là team mình tập hợp lại qua thăm liền nè. Bảo Ngọc ơi, nhảy cho tụi mình xuống một bài đi. Không nhảy được đâu, tại vì tôi đang mới hết bệnh á. Không sao đâu Ngọc ơi. Nhảy đi. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Được rồi. Thì theo yêu cầu của mọi người thì hôm nay Ngọc sẽ dùng hết kỹ năng của Ngọc để trình diễn cho mọi người xem nha. Chuẩn bị. Wow. 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 Hết rồi. Anh Vinh, Bảo Ngọc mới hết bệnh mà sao nó nhảy dữ vậy? Không những nhảy mà nó còn lộn nữa kìa. Nãy giờ anh tưởng mình có siết không á. Mà hay đúng không? Hay chứ. Hay thiệt. Cảm ơn mọi người. Các con ơi, sáng mai tới thăm nè. Chào mọi người. Chào Chớp Chớp, chào Tấm Tuốt. À, em chào cô. Em chào chị Bảo Ngọc, em chào anh Vinh, em chào tất cả các anh chị. Mà sao hai bạn về đây chơi được vậy? Dễ mà, tụi mình chỉ cần tự bắt xe xuống là xong mà. Ê, đừng có nói với tôi á, là bạn với lại Tấm Tuốt lén mama và mama xuống đây nha. Không phải, tụi em có xin phép mama với lại ba. Mama với ba có đồng ý rồi. Ba còn gửi thư cho anh chị nè. Các con đã kết thúc chuyến hành trình để trở về với gia đình. Những gì các con có được trong chuyến hành trình này không phải là kỷ niệm mà là trải nghiệm. Sẽ còn rất nhiều những trải nghiệm khác đang chờ đợi các con ở phía trước. Chỉ cần các con luôn nhớ, gia đình nông dân siêu phàm và sữa Kun luôn đồng hành cùng các con, đồng hành để mang sữa Kun tới cho tất cả trẻ em Việt Nam. Hơn nữa, họ còn gửi rất nhiều sữa Kun cho các em nè. Wow, cảm ơn ba bự, cảm ơn mama bay. Ngoài ra, tôi xuống dưới đây để thông báo cho mọi người một tin quan trọng. Có một nhà đầu tư thiên thần sau khi xem xong trận đấu của đội bóng chúng ta đã quyết định mời team của chúng ta về học viện bóng đá để luyện tập. Thiệt hả? Thiệt mà, thông tin của tớ luôn luôn chính xác. Nên là tớ mang quả bóng Kun xuống để luyện tập chung với mọi người nè. Vậy còn chần chờ gì nữa, bây giờ team mình tập luyện thôi nào. Yeah! À, mọi người tập luyện có mệt đó thì nói với tôi lấy sữa Kun sô-cô-la lúa mạch uống để bổ sung năng lượng cho mọi người nha. Yeah! Mọi người ơi, chúng ta hãy cùng nhau rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, xây dựng một tập thể đoàn kết và đừng quên uống sữa Kun mỗi ngày nha. Trong tương lai hãy đến nói với tôi này, tôi sẽ kể bạn nghe về câu chuyện Chase Your Dream bằng bài hát của tôi này. Chẳng ngại ngần cứ là mình cứ theo đuổi ước mơ, công an, y tá hay là gamer, youtuber, giáo viên này, kỹ sư này, nhạc sĩ hay là ca sĩ, whatever you wanna be. Chỉ cần mình cùng cố lên, đừng ngại ngùng hãy cố lên, chỉ cần ta chân cứng đá mềm thì sỏi đá cũng nên cơm. Hãy cố lên. Your dream so cool. Chase your dream, 'cause your dream so cool. Chase your dream, 'cause your dream so cool. Chase your dream, 'cause your dream so cool. Chỉ cần mình cùng cố lên, đừng ngại ngùng hãy cố lên. Chỉ cần ta chân cứng đá.